Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục với top 100 câu từ vựng quan trọng nhất của GLBT N5. Và các bạn thấy đây, hôm nay là ngày bao nhiêu nhỉ? 21 tháng 10 rồi, tức là cuối tháng 10 chúng ta cũng đã đi được 3 tuần rồi đúng không? Chỉ còn một tuần duy nhất nữa thì chúng ta sẽ học hết top 100 này. Và ngày hôm nay thì mình sẽ bắt đầu từ câu 61 mọi người nhé. Wan san wa nani nani hito desu. 1. Genki na. 2. Takai. 3. Atsui. 4. Bendi na. Hay bendi na ですね. Câu hỏi đầu tiên của chúng ta là về tính từ. Ở đây có hai tính từ đuôi na, hai tính từ đuôi y, và để bổ nghĩa được cho hito là chỉ người đúng không? Thì theo mọi người đâu chính là đáp án chính xác nhất của câu đầu tiên này nhỉ? Có bạn nào comment đáp án chưa ạ? Hay Phan Huy Vũ 61 bạn chọn 1 genki na. Ok ですね. Hay trả câu trả lời là 1番 です. Genki na. Chắc hẳn là tất cả mọi người đều học các tính từ ở đây rồi đúng không? Nhiệm vụ của chúng ta là tìm một từ sao cho nó phù hợp nhất với ý nghĩa của câu này. Thì lý do chọn genki na hito thì bởi vì chúng ta sẽ dịch được nét nghĩa là gì mọi người nhỉ? Một người khỏe mạnh đúng không nào? Anh Wan là một người khỏe mạnh. Ok phải không nhỉ? Còn lại nhá, những đáp án khác, ví dụ như từ takai, mọi người nhìn chữ Hán có nhận ra không ạ? Nếu không phiên âm thì có đọc được không? Takai đây có hai nghĩa, nếu là đắt đúng không thì sẽ dùng cho giá cả mọi người nhá. Giá cả này. Còn nếu dùng cho con người nó cũng mang nghĩa là cao, tuy nhiên thường thì người ta hay nói là sega takai đúng không? Se là cái lưng ấy mọi người, sega takai thì là cao, dùng cho con người. Đó mọi người lưu ý để tránh sử dụng nhầm nhá. Ok chưa? Đáp án số 3 mình có từ atsui. Atsui thì cũng có hai ý nghĩa tùy vào chữ Hán khác nhau mọi người nhá. Đầu tiên nếu mà nói về thời tiết, ví dụ kyo wa atsui desu ne đúng không? Thì atsui nó sẽ mang nghĩa là nóng. Nói về thời tiết đúng không nào? Hai. Còn ý nghĩa thứ hai là dày, nói về kích cỡ, kích thước mọi người nhá. Kích cỡ nào. Đấy, ví dụ như là cái áo dày này, rồi là cái chăn hoặc là cuốn sách dày đúng không ạ? Còn cuối cùng từ bendi, ở đây chúng ta có từ tiện lợi đúng không nào? Ví dụ như một thành phố tiện lợi chẳng hạn, bendi na, bendi na, machi để cho mọi người. Đó các bạn thử xác nhận xem là mình có biết hết các từ vựng ở trong bốn đáp án hay không. Nếu mà mình quên ở đâu thì mình memo lại thêm ở đó nhá. Chính xác ạ, Wan sang là người khỏe mạnh. Ok. Takahito sai ạ. Đúng rồi mọi người nhá, bởi vì sao ạ? Các câu thường nó sẽ rất là dễ lừa mình ở một chi tiết nào đó đúng không? Ví dụ như 3 và 4 thì các bạn có thể loại một cách rất là dễ dàng. Tuy nhiên nhiều bạn sẽ bị khựng lại, tại sao hai sai nhỉ? Tại sao không chọn hai nhỉ? Đấy, thì nhưng mình có vừa giải thích ạ. Thì khi mà chúng ta muốn nói là người cao, nhấn mạnh về con người, về chiều cao mọi người nhá, thì chúng ta sẽ thêm từ C. C ga takai, được chưa nào? Thì nó sẽ cụ thể là người này là một người cao. Ok chưa bạn Vũ Hưng sẵn? À là một người dễ lợi dụng hả anh? Ok. Rồi. Hay, vậy thì chúng ta sẽ sang câu tiếp theo, câu số 62 nhé cả nhà. Ok, 62 này. Komakai nani nani ga arimasu ka? Một câu hỏi đúng không nào? 1. Jikan. 2. Yōji. 3. Okane. 4. Yakusoku. Hay. Rồi, bạn Phan Huy Vũ chọn 3, tức là okane. Hay. Bảo Long chọn 3 là tiền thừa, đúng rồi. Bạn Phan Huy Vũ có dịch cả câu là bạn có tiền lẻ không ạ? Chính xác rồi mọi người nhá. Chúng ta có cả một cụm komakai okane là tiền lẻ đúng không nào? Và đây là câu hỏi arimasu ka? Bạn có tiền lẻ không? Còn lại đáp án số 1 từ jikan. Đúng rồi, tiền lẻ chứ không phải tiền thừa, chính xác ạ. Hay. Có bạn nào bị nhầm sang tiền thừa không? Tiền thừa thường mình dùng từ gì mọi người nhỉ? Khi mình đi mua sắm xong rồi nhân viên thanh toán trả lại cho mình đấy, thường là otsuri đúng không? Ừ, còn đây là tiền lẻ mọi người nhá, komakai okane. Rồi, tiếp theo thì chúng ta cùng nhau phân tích ba đáp án sai nha. Ví dụ từ jikan thì mình sẽ dịch là thời gian đúng không? Ví dụ hỏi người khác là bạn có thời gian không cũng được. Thế nhưng mà chắc chắn là không thể đi cùng với komakai rồi. Tiếp theo đến số 2, từ yōji là việc bận hoặc là việc riêng đúng không nào? Hai, việc bận này. Còn số 4, yakusoku thì chúng ta sẽ có hai nghĩa. Một nghĩa là gì nhỉ? Nó có hai nghĩa, một là cuộc hẹn. Hai, hai là lời hứa. Rất tốt ạ. Đó. Các bạn check lại kiến thức của mình nha. Ok, chúng ta chuyển sang câu tiếp nào. Câu số 63. Jikan ga arimasen kara nani nani de ikimasu. 1. Taxi. 2. Kamera. 3. Radio. 4. Chiketto. 2. Ừ, いいですね. Câu này cũng rất là dễ này. Các bạn dựa vào trợ từ đúng không? Đi bằng thì de chính là chỉ cách thức phương tiện đúng không nào? Đi bằng cái gì được mọi người nhỉ? Câu này hỏi chúng ta về katakana đúng không nào? Katakana. Hay. Rồi Duy Hải chọn 1 này, Bảo Long cũng chọn 1 là taxi, chính xác. Taxi của chúng ta thì phát âm cũng na ná đúng không? Nên là các bạn rất là dễ nhớ sang taxi. Còn ý nghĩa của câu này, có bạn nào dịch được chưa ạ? Ừ. Vì đúng không? Kara là chỉ mối quan hệ nguyên nhân, kết quả. Vì tôi không có thời gian, thế cho nên là tôi sẽ đi bằng taxi, đúng không nào? Đáp án số 2, camera, cái này cũng rất là dễ, chính là cái máy ảnh đúng không? Được viết bằng camera. Còn số 3, radio, chính là cái đài radio đấy mọi người. Ok không ạ? Và số 4 từ chiketto.
Chiketo thì có nghĩa là vé. Bây giờ mình có một câu hỏi nhỏ dành cho mọi người nhé. Sự khác nhau giữa chiketo và từ kippu. Hãy, chiketo và kippu khác nhau như thế nào? Đó, bạn nào có phương án thì có thể comment xuống bên dưới, chúng ta cùng trao đổi về sự khác biệt này cả lớp nhé. Chúng ta sẽ thử tham khảo này. Từ chiketo nó sẽ thuộc về vé dành khi các bạn đi xem đá bóng này, vé xem đá bóng, vé xem hòa nhạc, vé xem phim vân vân. Nói chung nó sẽ nghiêng về giải trí đúng không nào? Còn từ kippu của chúng ta thì sẽ nghiêng về các phương tiện giao thông, ví dụ các bạn dùng vé đi tàu này, vé đi xe buýt, được chưa nào? Đấy chính là sự khác biệt nhá. Mọi người có thể lưu ý, có thể memo lại để chúng ta sử dụng trong các tình huống, trong các bối cảnh phù hợp hơn. Ok, 64. 64 là cuộc hội thoại giữa A và B đúng không nào? A nào. Ashita hima desu ka? Iie, nani nani desu. 1. Tanoshii. 2. Tsumetai. 3. Yasashii. 4. Isogashii. Tiếp tục là 4 tính từ đuôi i, phải không nhỉ? Hay. Các bạn có thích học tính từ không? Tính từ nghe có vẻ là số lượng cũng khá nhiều đấy. Tuy nhiên thì học rất là thú vị đúng không mọi người? À, bạn Minh Tâm chọn 4 nào. Isogashii. Hay. Các bạn khác nào, mọi người có phương án của riêng mình chưa? Ừ, bạn Văn Đức chọn 4 là bận rộn. Bạn Vân cũng chọn 4. Isogashii. Hay. Rồi chúng ta sẽ thử dịch và loại trừ phương án dần dần nhé. Bạn A có hỏi là ngày mai bạn có rảnh không? Đúng không? Bạn B phủ định luôn. Không, ngày mai tôi gì nhỉ? Trái ngược với từ hima thì chúng ta sẽ có từ isogashi, đáp án số 4 chính xác, tôi bận rồi. Hai ý ですね. Nói thế thì thôi, không có mời rượu gì được nữa đúng không? Từ chối thẳng thừng luôn rồi. Thế còn 1, 2 và 3. Các bạn có biết nghĩa của nó không ạ? Tanoshi là vui, nói về tính chất đúng không? Ví dụ như là kyou no jiu yu ạ, tanoshi desu ka? Đúng không? Buổi học ngày hôm nay của chúng ta các bạn có cảm thấy vui không nhỉ? Nếu mà vui mà hữu ích thì các bạn nhớ là theo dõi đến cuối live mọi người nha. Còn số 2, tsumetai của chúng ta là từ lạnh, đúng không? Rất là nhiều bài lần trước chúng ta có nhắc tới từ đó là từ tsumetai mizu, đúng không ạ? Là nước lạnh đấy mọi người. Còn số 3, yasashi nó cũng có hai nghĩa, tương ứng với hai chữ Hán khác nhau. Các bạn nào mà đang học N4 hoặc N3 ấy, hay là lên cao hơn nữa thì các bạn sẽ thấy là với mỗi một từ đúng không, nó sẽ có một chữ Hán biểu thị đi kèm riêng thì chúng ta rất là dễ để mình có thể là nắm bắt và hiểu rõ về ý nghĩa của nó. Ở đây thì mình sẽ nói cả hai nghĩa của từ này nhé. Yasashi số 1 thực dùng nói về tính chất của một sự vật, sự việc. Ví dụ như là cái vấn đề hoặc cái câu hỏi này dễ quá đúng không, cái bài tập này dễ quá, chúng ta sẽ dùng yasashi. Còn nghĩa số 2 dành cho con người thì mình sẽ dịch là những người họ rất là tốt tính này, thân thiện, tử tế đúng không, yasashi hito. Đó, các bạn nhớ nha, những cái từ đồng âm khác nghĩa nó rất là hay, giống như là kiểu mình học một nhưng mà được hai đấy đúng không? Nhưng mình hãy nhớ cái cách sử dụng của nó để sử dụng sao cho chính xác nhất. Ok, tiếp tục câu số 65. Kyou wa tsuma no nani nani desu kara hayaku kaerimasu. 1. Byouki. 2. Uriba. 3. Denwa. 4. Tanjoubi. Hai. Văn Đức chọn 4, Dung Lê 4, Huy Vũ 4, Bin chọn 1. À, các bạn đang nghiêng về hai phương án là 1 và 4. Nga Nga chọn 4. Liệu đáp án nào mới đúng đây nhỉ? Diễm Trinh cũng chọn 4 này. Hay ý ですね, chính xác đáp án của chúng ta là 4 nhỉ. Lý do từ tanjoubi là ngày sinh nhật đúng không nào? Các bạn thử lắp ghép lên câu xem có ổn không nhá. Vì đúng không? Lại là một ngậm mẫu câu liên quan tới vì nên này. Vì hôm nay là sinh nhật của vợ tôi cho nên tôi sẽ về sớm đúng không nào? Hay tanjoubi. Thế còn đáp án số 1 mình hiểu là tại sao mọi người đang bị hiểu lầm một chỗ này. Chắc là các bạn đang nghĩ là vì vợ tôi bị ốm, đúng không mọi người? Bởi vì bioki chính là từ bệnh này, hoặc là từ ốm, đúng không? Đấy, thì mọi người cẩn thận nhé. Chứ mà no bioki không nói như vậy, được không nào? Đáp án số 2, udiba là quầy bán. Nếu mà quầy bán gì thì các bạn chỉ cần thêm danh từ phía trước thôi. Ví dụ như là quầy bán rượu vang đi, thì chúng ta sẽ ghép là wine udiba, rất là dễ phải không nào? Còn cuối cùng từ denwa chính là điện thoại. Đi ですね. Hai, oboitemasu ka? Mọi người có nhớ hết từ vựng này không nhỉ? Rồi, câu tiếp theo nha. Hãy, michi ga wakaranai toki wa nani nani kikimashou. Hãy, toàn là những ngữ pháp cực kỳ là thông dụng của N5 đúng không ạ? Toki là gì mọi người nhỉ? Khi đúng không? Còn mashou là cùng nhau làm gì đó. Mà ở đây liên quan tới việc là không biết đường đúng không? Thì các bạn chọn phương án số 1 rất là nhiều này. Đồn cảnh sát, không có kanji nên khó hơn đúng không? Đấy, bạn nào mà đang xem live học N5 không ạ? Rất là nhiều bạn học viên khi mới học N5, khi mới tiếp xúc với chữ Hán ấy, mọi người sẽ kêu trời kêu đất là sao tiếng Nhật lại còn học mà chữ Hán làm cái gì đúng không? Mọi người cảm thấy rất là khó như một bầu trời sụp đổ vậy. Thế nhưng mà các bạn thấy không? Với những senpai đi trước của chúng ta, mọi người ai cũng sẽ nói là nếu mà có chữ Hán thì mình sẽ dễ hiểu câu đấy hơn đấy. Đấy, thực sự là bạn nào mà đang sợ chữ Hán thì mọi người hãy thử một lần mình thế nào nhỉ? Mình học, mình thực sự tìm hiểu nó đi, thì sau này khi mà học lên các cấp độ cao hơn ấy, thì mọi người sẽ thấy hiệu quả của việc có chữ Hán.
Đấy. Còn ngày hôm nay do là tính chất của N5 cho nên rất nhiều chữ Hán mà các bạn ấy còn chưa kịp học. Thế cho nên các bạn mà học cấp độ cao hơn thì mọi người thông cảm nhá. Thử sức xem là mình có biết chính xác cái phiên âm của nó như thế hay không, và mình có nhớ được cái chữ Hán của nó ở trong đầu mình hay không chẳng hạn, cũng là một thử thách nho nhỏ đúng không nào. Ok, chúng ta sẽ chữa câu này nhá. Khi mà không biết đường đúng không thì sẽ hỏi, hỏi ai nhỉ? Hỏi cô bạn, chính là cảnh sát, đúng rồi ạ. Còn tố sô càng chính là gì mọi người nhỉ? Thư viện đúng không? Thư viện này. Hay Daidokoro là nhà bếp. Rồi, và cuối cùng đáp án số 4, Otearai, chính là nhà vệ sinh. Hai. Ý ですね, rất là dễ đúng không nào? Hai. Tiếp tục chúng ta chuyển sang câu tiếp theo, câu 67. Phan Huy Vũ 3, Oshiete. Hai. Hai, Junle san arigatou gozaimasu. Hãy cho tôi biết số điện thoại của bạn. Ừ, ý ですね, các bạn dịch rất là tốt. Ở đây chúng ta có động từ oshieru là chỉ dạy hoặc là cho biết đúng không? Ghép lên câu này nào. Anata no denwa bango oshiete kudasai. Hãy cho tôi biết số điện thoại của bạn. Đấy, các bạn có thể lưu lại câu này, ví dụ như là mình gặp một bạn nữ nào xinh xinh, người Nhật hoặc là người nước ngoài đúng không, thì mình cũng có thể nói tiếng Nhật ở bên Nhật đấy, để xin số bạn đấy xem là có bị làm sao, bị ăn đấm hay gì không nhá. Số 1, hanashite, hanasu là nói chuyện thôi đúng không nào. Số 2, okiru, ở đây các bạn có từ khởi có nghĩa là thức dậy này. Còn số 4, từ tonde, mọi người có chia ra được thể thường của nó không? Tobu, tobimasu đúng không, thì sẽ mang nghĩa là bay nha. Ok, 68, minna nani nani o sashite imasu. 1. Skirt 2. Kasa 3. Coat 4. Boushi. Hay. Rồi, bạn Vũ lúc nào cũng người nhanh nhất này, bạn chọn 2 rồi. Ừ, so this net, chính xác rồi. Rất là nhiều bạn đã chọn được phương án đúng là kasa. Ở đây đơn giản thôi, là cái ô phải không mọi người? Còn minna là mọi người này. Mọi người thì đang che ô, đúng không ạ? Bình thường trong sách giáo khoa chúng ta học kasa ô rất là nhiều rồi. Nhưng mà mọi người có biết động từ đi kèm với nó không? Che ô, dương ô khi trời nắng trời mưa. Đấy, thì mình đã học chưa? Thì bây giờ là mình sẽ nốt lại để mình có thể nhớ và sử dụng, ứng dụng được luôn trong đời sống hàng ngày nhá. K6, sasu, sashimasu, có nghĩa là treo đấy mọi người nhá. Còn số 1, skato là cái chân váy. Ừ, chân váy này. Số 3, koto, các bạn cũng học nhiều rồi, chính là cái áo, thường là cái áo choàng, áo khoác ở bên ngoài đúng không? Mình sẽ viết tạm là áo khoác nhá. Còn số 4 của chúng ta có từ boshi là cái mũ. Hai. Rồi, いいですね. 次, 69 nào. An san wa boushi o nani nani imasu. 1. Kabutte. 2. Kite. 3. Haite. Và 4. Kakete. Rồi, chúng ta vừa nhắc cái boushi là cái mũ xong đúng không? Thì liệu bây giờ động từ đi kèm với mũ thì mình dùng động từ gì nào cả nhà? Đội mũ đúng không? Ừ. Bạn Dung Lê chọn 1 này, kabutte. Tiếp theo bạn Huy Vũ chọn 1, Trịnh Yến 1, Bảo Long 1, so this net, đáp án của chúng ta là 1. Đấy, mọi người nhớ nhá, khi mà mình học thì cố gắng mình học theo cụm. Đấy, học mũ rồi thì đọc học luôn đội mũ là gì, phải không nào? Chúng ở đây mình có là bạn An đúng không? Đang đội mũ thôi, rất là dễ nhá. Còn số 2, từ kite chính là từ kimasu, có nghĩa là mặc. Thì nó sẽ thường là động từ chung nhất cho các loại trang phục quần áo, ví dụ như là mặc áo vest, mặc áo sơ mi, mặc áo polo vân vân. Nói chung là mặc bình thường. Fuku o kiru được chưa nào? Còn đáp án số 3, từ haite chính là được chia của động từ hakimasu, haku. Thì thường các bạn có thể nhớ một mẹo giúp mình, đó chính là mình mặc những cái gì từ dưới lên ấy. Ví dụ mình đi tất này, mình xỏ tất, xỏ giày, mình mặc váy, mình mặc quần đúng không? Đấy, thì mình sẽ dùng động từ này là hakimasu. Còn số 4, từ kakemasu thì sẽ là đeo. Đeo ở đây ví dụ các bạn có thể dùng cho đeo kính này, megane o kakemasu, nghe quen không ạ? Hay là chúng ta đeo gì nhỉ? Đeo khẩu trang đi, đúng không? Masku o kakemasu, đúng không nào? Đó, thì mình nhớ là học theo cụm, học theo động từ, danh từ đi kèm với nhau như thế nào nha. Hay. Ok, rồi. Trong các buổi live chúng ta thường là nhặt chất lọc các câu hỏi mà phổ biến nhất, quan trọng nhất trong các đầu sách cũng như là các giáo trình, khóa học, app, web của Dũmori. Vì vậy, nếu mà các bạn muốn luyện tập nhiều hơn và chủ động hơn ở nhà thì các bạn có thể tham khảo hai cuốn sách này dành cho đối tượng sơ cấp. Một cuốn là tổng ôn N4 này, còn cuốn vàng là tổng ôn N5 mọi người nhé. Trong cuốn sách thì đã bao gồm đầy đủ, đầu tiên là phần lý thuyết cho mọi người có thể tổng ôn lại kiến thức luôn. Thứ hai đó chính là các dạng bài tập đa dạng phù hợp với xu hướng ra đề thi những năm gần đây này. Sau đó là có cả lời giải rất là chi tiết cho mọi người có thể ôn tập chủ động luyện đề đúng không? Làm tập, làm các bài đề thi thử ấy, trong giai đoạn chuẩn bị chúng ta tiến tới kỳ thi thật đúng không nào? Ok, nếu mà các bạn có thắc mắc và muốn tư vấn thêm về sách thì các bạn có thể để lại bình luận xuống dưới hoặc là các bạn nhắn tin trực tiếp trên fanpage của Dũmori để được các bạn tư vấn và hỗ trợ kỹ hơn nhé. Chúng ta sẽ chuyển sang câu tiếp theo là câu 70. Mình đi được 1/2 chặng đường rồi đấy mọi người, còn 10 câu nữa thôi, cố lên mọi người nhé. Hay, câu 70 nào. Uchi de tomodachi to game o nani nani. 1. Asobimasu. 2. Imasu. 3. Arimasu. Và 4. Shimasu. Hay. Động từ gì đi được với game là game luôn đúng không? Hay. Chắc chắn là trong đầu chúng ta đều bật ra được từ chơi game rồi. Nhưng liệu động từ chơi phù hợp với game là gì?
các bạn có bị lừa nữa không đây? Nhớ là phải tỉnh táo nha, phải giữ cái đầu lạnh nha, mình chỉ nhắc nhẹ như thế thôi. Mỹ Lành 4, tôi chơi game cùng với bạn ở nhà. Chính xác, đó là phương án của câu 70 của chúng ta. Các bạn nhớ nhá, shimasu ngoài ý nghĩa là làm này, ví dụ như làm bài tập chukudai wo shimasu, thì thường nó cũng có một nét nghĩa là chơi, chẳng hạn như là chơi game, game wo shimasu, hoặc là chơi một số bộ môn thể thao, ví dụ như là sakka wo shimasu, đúng không? Chơi bóng đá, chơi tennis, vân vân. Đó, thì các bạn để ý động từ đi kèm. Còn lại, may quá không ai chọn một, đúng không? Mình đang rất là lo sợ nếu mà các bạn bị nhầm sang số 1 đấy ạ. Bởi vì động từ gốc asobimasu của chúng ta cũng là chơi. Nhưng nếu mà các bạn muốn nhấn mạnh là chơi game á, thì cái trợ từ u ở đây lại không phù hợp nữa. Mà thay vào đó các bạn có thể dùng là game de asobimasu. Hoặc đơn giản là chúng ta hay nói câu là asobi ni ikimasu, đúng không mọi người? Đi ra ngoài, đi đâu đó chơi đấy. Đấy thì nó sẽ phù hợp và quen hơn, tần suất sử dụng nhiều hơn của động từ asobimasu. Còn số 2 của chúng ta là động từ imasu, là từ ở, đúng không? Ở đây là thể hiện sự tồn tại của con người hoặc là con vật. Ví dụ như trong phòng học thì có giáo viên chẳng hạn. Các bạn nói được câu ví dụ như thế chưa? Kyoshitsu no naka ni, giáo viên là gì nhỉ? Sensei ga imasu, đúng nào? Chúng ta học cái bài này arimasu và imasu rồi. Thì ngược lại từ arimasu sẽ là có hoặc là ở, thể hiện sự tồn tại và sở hữu của đồ vật, đúng không? Ví dụ trên bàn có quyển sách, mình nói thế nào nhỉ? Hai sukue no ue ni hon ga arimasu, đúng không nào? Ừ, chính xác. Ok, tiếp theo 71 nhá. Tadaima. Hai, nani nani. Không biết là hàng ngày trước khi đi làm, đi học hay đơn thuần là đi ra ngoài thôi, các bạn có hay nói câu này không ạ? Tadaima, đúng không? Xong rồi người kia sẽ trả lời, sẽ đáp lại như thế nào? Hai, đây toàn là những cái câu mà gọi là giao tiếp thông dụng cơ bản nhất, đúng không? Mà hàng ngày ai ai cũng đều dùng, và khi mà các bạn tiếp xúc với kaiwa, tiếp xúc với cuộc hội thoại ấy, thì chắc chắn là các bạn cũng sẽ được học những cái câu nói này đầu tiên luôn. Trịnh Yến 4, Nga Nga 4, Okai di nasai, chính xác. Hai, đúng rồi, chào mừng trở về nhà. Hai, ii desu ne, Dung Lê chọn 4. Ok ạ. Tadaima sẽ được nói khi mà chúng ta từ ngoài, ví dụ mình đi học hay là mình đi làm, mình trở về nhà, đúng không? Tadaima, tôi về rồi đây. Thì người ở nhà, ví dụ như bố mẹ của mình chẳng hạn, thì có thể đáp lại với mình là à, con về rồi đấy à, đúng không? Cũng là một lời chào mừng người khác trở về ngôi nhà thân yêu của mình. Đó, thì các bạn sẽ dùng là okai di nasai. Còn nhớ thì chúng ta cũng có mẹo đấy mọi người. Kai di masu chính là động từ về, đúng không? Nên các bạn sẽ nhớ là à, về rồi đấy à, được chưa? Thế còn itekimasu thì mình sẽ dùng để nói trước khi mình đi ra khỏi nhà, đúng không? Ví dụ con đi đây, đúng không? Itekimasu thì người ở nhà, đúng không, sẽ nói là gì nhỉ? Itterasai, đúng không mọi người? Itterasai, con đi nhé, rồi là đi cẩn thận đấy nhé, đúng không nào? Số 2 với số 3 nói khi nào nhỉ? Itadakimasu, thường là chúng ta sẽ chắp tay, đúng không? Itadakimasu thì mình trước khi ăn cơm, đúng không, để thể hiện sự biết ơn của mình với món ăn này, với người đã nấu ra món ăn này. Thường thì chúng ta hay dịch nên nghĩa là mời ăn cơm ấy, đúng không? Còn số 3, irasaimase, chắc chắn là các bạn cũng nghe rất là nhiều rồi. Thường được dùng ở nhà hàng, khách sạn hoặc là những nơi mà họ phục vụ một cái mô hình dịch vụ nào đấy, đúng không? Để chào mừng cái khách hàng, chào mừng quý khách của mình. Đó, thì sẽ dùng là irasaimase. Ok. Hay. Đấy, vừa được học từ vựng, vừa được học kaiwa, đúng không? Tiếp theo sang câu số 72 nha. 72. Itenki dakara doko ka e nani nani ka. Một câu hỏi tiếp nào. 1. Dekakemasen. 2. Demasen thôi. 3. Asobimasen. Và 4. Kimasen. Hai. Bạn Huy Vũ chọn 3, Duy Nguyên 1, Trịnh Yến 1. 1 và 3 à mọi người? Hai. Càng những câu về sau thì nghe có vẻ càng khó hơn, đúng không? Các bạn chọn đáp án khác nhau rồi. Bạn Dung Lê chọn 4. Ồ, 1, 3, 4. Đều may mắn được các bạn lựa chọn rồi. Đoàn Thanh Trúc chọn 3. Hai. Nhưng mà rất tiếc đáp án của chúng ta thì chỉ có một thôi, và đó chính là Ichiban. Tại sao lại chọn Dekakemasen? Bởi vì nghĩa gốc của Dekakemasen là đi ra ngoài, đúng không? Chúng ta thử đặt lên câu trên và dịch hoàn chỉnh ý nghĩa nhé. Ồ, hôm nay trời đẹp nhỉ, đúng không? Itenki dakara, rồi là doko ka e Dekakemasen ka, một lời rủ rê, đúng không nào? Chúng ta đi đâu đấy đi. Đi đâu đấy tức là mình đi chơi, mình đi lượn lờ đi, đúng không mọi người? Thì động từ dekake là mình sẽ đi ra ngoài, đi ra khỏi nhà đấy. Thế còn demas không ai chọn, đúng không? Bởi vì đơn thuần cái động từ deru ở đây của chúng ta chỉ là đi ra khỏi một cái địa điểm nào đấy thôi. Ví dụ, đi ra khỏi căn phòng, heyau deru, đơn thuần như thế thôi, đúng không? Đi ra khỏi công ty, kaishau deru, cho nên không phù hợp với tình huống rủ rê như thế này. Còn số 3 và số 4 rất là nhiều bạn nhầm này. Số 3 mình có từ asobu, chính là từ chơi, đúng không? Nếu mà là chơi đâu đấy thì nó không ok, không phù hợp mọi người nhá, phải là đi đâu đấy chơi đi. Tức là chúng ta vẫn cần lắp ghép thêm cái động từ mà lúc nãy chúng ta cũng từng nói rồi đấy ạ. Asobi ni ikimasen ka thì nó lại ok, thì lại phù hợp được là mình đi đâu đấy chơi đi. Đấy các bạn lưu ý nhá, để tránh trường hợp khi mà mình muốn nói cái câu tương tự như thế này trong kaiwa hàng ngày của mình mà mình cũng sử dụng nhầm, đúng không? Thì mình lưu ý đấy. Còn số 4 từ kimasen, từ kimasu. Kimasu là đến, đúng không? Tức là nó phải
đến một cái vị trí nào đấy mà gần so với người nói. Đấy, vì vậy số 4 là cái mà các bạn có thể loại trừ đầu tiên nhé. Rồi, 73. Rồi, cả lớp mình sẽ cùng nhau chuyển sang câu tiếp theo là câu 73. Hỏi về động từ và cả 4 đáp án đều được chia sẵn cho mọi người sang thể T hết rồi. 毎朝6時に何々仕事に行きます. 1置いて2置きて3起こして4押して. Hay. Văn Sang Nguyễn 2, Duy Nguyên 2. Rất là tốt ạ. Và không sai đi đâu được, đáp án của chúng ta là 2. Hay. Okite ở đây là động từ thức dậy đúng không nào? Chúng ta sẽ có cách dịch như sau này. 毎朝, hàng sáng thì tôi thức dậy lúc 6 giờ và sau đó thì đi làm. Đúng không ạ? Hay. Mẫu câu này cũng là một mẫu câu ngữ pháp rất là điển hình của N5 đúng không? Chúng ta sẽ có là V1 chia sang thể T, sau đó là V2 như thế nào đấy đằng sau đúng không? Để diễn tả là thứ tự của hành động V1 làm rồi thì sẽ đến V2. Còn động từ số 1 từ OIT, các bạn đã nảy số ngay là động từ gốc của nó là cái gì mà chia ra được OIT chưa? Có cái chữ Y ở đây đúng không? Thì có thể là nó là ki đúng không ạ? Thành okimasu, oku nhá. Oku chính là chữ đặt để ấy, mọi người. Ví dụ cái chỗ hành lý này thì để ra chỗ kia đi, đặt ở trên bàn đi, đúng không? Thì mình sẽ dùng động từ oku. Và mình cũng nhắc luôn, chắc là nhiều bạn biết rồi, nhưng mà nhiều bạn sợ là mọi người sẽ dễ bị nhầm, đó là cùng một cách đọc là okimasu. Nhưng nếu nó là đáp án số 1 của mình á, là đặt để, thì nó sẽ là động từ nhóm 1, vì vậy sẽ được chuyển thành oite. Nhưng là đáp án số 2, tức là động từ thức dậy, thì nó lại thuộc động từ nhóm 2, cho nên chúng ta phải chia là okiru, okite. Mọi người lưu ý nhá. Đáp án số 3, okoshite, đây là động từ đánh thức, ví dụ như là hàng sáng tôi đánh thức đứa em trai dậy đi học chẳng hạn. Đấy, okosu. Còn số 4, từ oshite, osu là động từ ấn, nhấn, bấm, ví dụ như là botano osu. Các bạn nghe không ạ? Botano osu có nghĩa là bấm nút, được chưa nào? Hay. Rồi, tiếp tục 74. Hai có nghĩa nữa là xảy ra, đúng rồi, chính xác ạ. Ở đây thì mình đang cố gắng giải thích theo những cái nét nghĩa gốc nhất, cơ bản nhất mà ở trình độ N5 các bạn được học nhé. Còn các bạn học cao hơn ấy, thì thường các động từ nó sẽ có nhiều nghĩa hơn, đặc biệt là nghiêng về nghĩa bóng. Ví dụ như là bạn Vũ có comment là số 2 từ okimasu nó cũng mang nghĩa là xảy ra, thường là xảy ra vấn đề, xảy ra tai nạn gì đấy, đúng không? Thì bạn nào mà đang học N5 cũng có thể tham khảo thêm, mình biết trước để sau này mình học lên mình đỡ bỡ ngỡ nhé. Hay. Rồi, chuyển sang câu 74. Rồi, có 3 bạn. Bạn Yến chọn 2 là dày này. Bạn Huy Vũ cũng chọn 2. Văn Sang chọn 2. Lại về tính từ đúng không? Mỏng nhưng mà chắc. Bạn Mỹ Lành chọn 1 này. Sukalan chọn 1. So this name. Hay. Ở đây chúng ta có 2 cái tính từ mà trái nghĩa với nhau và các bạn cũng đang bị nhầm giữa số 1 với cả số 2. Hay. Usui của mình là mỏng. Mỏng nói về cỡ đúng không? Hoặc là nhạt nói về hương vị, gia vị. Hoặc là khi mà các bạn đi photo, đi in ấy, mà cái mực trên tờ giấy rất là nhạt, mình không thể đọc nổi, thì người ta cũng có thể dùng tính từ này là usui. Còn ngược lại, atsui như hôm nay chúng ta cũng đã từng có ở câu trước rồi, chính là dày đúng không? Dày hoặc là nóng, thì mình sẽ viết cả hai nghĩa cho mọi người có thể tổng hợp đầy đủ nhá. Còn riêng với ý nghĩa của câu trên á, kono kami wa usui desu ga, đúng không? Cái tờ giấy này thì nó mỏng thế nhưng, đúng không ạ? Nhưng nó làm sao? Nó lại rất là bền. Từ jobu như các buổi live lần trước thì mình cũng có chữa rồi. Nếu mà dùng cho con người thì mình sẽ dịch là cái người đấy rất là rắn chắc đúng không? Thể cái khỏe mạnh cường tráng đấy. Còn nếu mà dùng cho những cái sự vật khác thì các bạn có thể dịch là bền, là chắc, kiểu như là nó rất là lâu hỏng ấy mọi người. Đấy. Còn số 3 và số 4 nào, có bạn nào dịch chưa? Đấy, không để ý tới đuôi desu ga, mọi người thấy không ạ? Dễ thì có dễ nhưng mà cũng có cả dễ nhầm. Cho nên là mọi người nhớ là mình đọc thật là kỹ đề bài nha, xem là người ta có lừa mình cái gì không. Không lừa đáp án nhưng lại lừa câu hỏi đúng không nào? Đáp án số 3 của mình có từ koi. Thì koi ở đây nó cũng mang một nét nghĩa trái ngược với usui, đó là thể cái sự đậm đúng không? Hương vị ấy mọi người, đậm đà này, rồi là nồng. Đấy, còn nếu mà như chúng ta vừa có một cái ví dụ liên quan tới giấy, liên quan tới mực ở trên bản in, bản photo ấy, thì koi ở đây cũng có thể là cái nét chữ hoặc là cái mực in nó rất là đậm rồi. Còn cuối cùng suzushi là mát mẻ đúng không? Hãy nói về cảm giác và thời tiết. Kiều và suzushi desu ne, đúng không? Hôm nay trời mát nhỉ. Hãy, nhưng không phải hôm nay nhé, hôm nay trời rất là nóng, rất là oi ạ. Ok, tiếp tục 75 nha. Akacha no nakigoe ga nani nani nerare nakatta. 1. Genki de. 2. Urusakute. 3. Nigiraka de. 4. Isogashikute. Hãy. Phú Thiện 2, Phan Huy Vũ 2. Ok, rồi mình đẩy đáp án nhá. Chính xác đáp án là 2. Urusai có nghĩa là ồn ào đúng không? Thường nó sẽ mang nghĩa tiêu cực. Thì mọi người xem câu này tại sao chọn 2 này. Akachan no nakigoe ga urusakute nerare nakatta. Phải không nào? Đó, naki là khóc, goe là tiếng, là giọng, thì mình sẽ hiểu là tiếng khóc của em bé thì làm sao mọi người nhỉ? Rất là ồn đúng không? Cho nên tôi không thể nào ngủ được. Đấy, cái này là thể khả năng mọi người nhá. Các bạn N5 học chưa nhỉ? Nemas là ngủ nhưng mà nerare nai thì có nghĩa là không thể nào mà ngủ được.
Ok không ạ? Thế còn số 1 từ Genki lúc đấy mình cũng nói rồi, khỏe mạnh không phù hợp với ý nghĩa trong câu nhá. Khỏe này. Số 3 Niyaka là huyên náo, tấp nập rồi là nhộn nhịp đúng không? Mình sẽ viết đại diện một cái cách dịch là nhộn nhịp nhá. Nó cũng thể hiện sự đông đúc thế nhưng mà nó lại thường mang tính chất là tích cực nhiều ấy mọi người. Còn Urusai thì mang tính chất tiêu cực đúng không? Còn số 4 Isogashi chúng ta cũng chữa rồi là từ bận rộn. Đấy. Trong một buổi live một tiếng mà chúng ta cứ xào đi xào lại rất là nhiều lần những cái từ vựng hoặc là những cái ngữ pháp thì chắc chắn là các bạn vừa được ôn tập mà không thể nào mà quên được đúng không? Phải nhớ lâu vào nhá. Nhớ dai vào nhá. Hay 76. 76 cả nhà ơi. Cô cha ni sato nani nani động từ nào? 1 ikimasu, 2 iremasu, 3 tabemasu, 4 kimasu. Hay Mỹ Lành chọn 2, Dung Lê 2, bỏ đường vào trà, đúng rồi. Hay từ cô cha của chúng ta chính là hồng trà đúng không? Để các bạn có thể phân biệt với ô cha là trà xanh bình thường. Thế còn sato chính là đường khi mà cho vào trong nấu ăn rồi là pha cà phê, pha trà các thứ đấy. Idemasu là động từ cho vào. Hay vì vậy là rất là phù hợp với ý của câu luôn là cho đường vào trong trà. Còn ikimasu là đi thì chúng ta sẽ gắn liền với các phương tiện giao thông đúng không? Ví dụ như lúc đấy mình có chữa một câu là đi bằng taxi ấy mọi người. Takushi de ikimasu, phải không nào? Hay là đi chơi mình cũng nói rồi. Asobi ni ikimasu, đó. Còn số 3 là động từ ăn thì không thể ăn đường đúng không? Ăn đường rồi liên quan tới trà thì không hợp lý. Mình có thể nói ăn cơm thôi. Gohan o tabemasu, vân vân. Còn cuối cùng từ kimasu cũng nói rồi. Đây là động từ đi thể hiện sự di chuyển. Ví dụ như là đến, đúng không? Đến. Nào, đấy, cách dịch chính xác hơn phải là đến mọi người nhá. Là tiến tới gần vị trí của người nói. Hay. Rồi, 77. Ừ. 77. Nihon no nani nani o nomimashita. 1. Ocha. 2. Gohan. 3. Ryori. 4. Yasai. Kim Thoa 1, Mỹ Lành 1 và Kim Hoa cũng chọn 1. Ok đấy. Hay, chính xác. Bởi vì chúng ta có một sự gợi ý liên quan tới động từ ở đuôi đúng không? Đuôi câu có nomimasu là uống. Vì vậy ở đây chỉ có một danh từ, một tân ngữ đi được với động từ này thôi, chính là trà. Đúng nào? Đó là tôi đã uống trà của Nhật rồi. Các bạn thử nêu cảm nhận giữa trà Nhật Nihon no ocha to Betonamu no ocha no chigai wa. Mọi người thấy cái nào ngon hơn, cái nào đắng hơn, cái nào đậm đà hơn. Hay. Còn số 2, cô Hằng như chúng ta vừa nói, nó sẽ thường đi với động từ tabemasu, đúng không? Ăn cơm này. Số 3, ryori là một món ăn. Món ăn ở đây thì chúng ta sẽ thường là nói về việc nấu ăn chẳng hạn. Ryori o suru, mọi người học chưa? Còn số 4, từ yasai là rau thì mình cũng có thể nói là ăn rau, yasai o taberu. Hay là mua rau đi, yasai o kau chẳng hạn, đúng nào? Hay. Động từ rất là quan trọng nhá. Ừ, như bạn Bảo Long có nói 2 và 4 đi với động từ ăn, so desu ne. Ok, 78. Hai. Tsugi ikimashou. Sang câu 78 nào. Mizu o ichi nani nani kudasai. Ở đây mình đọc tạm là ichi bởi vì có số 1 nhá. Còn tùy vào mọi người chọn phương án nào thì chúng ta sẽ có thể là biến âm hoặc là có những cách đọc khác của số 1 ạ. Hai. Bạn Thu Hiền chọn 3, bạn Phú Thiện chọn 3 là từ pai. Hay. Câu hỏi này thì sẽ liên quan tới các đơn vị đếm đúng không mọi người? Với mỗi một đối tượng thì chúng ta sẽ dùng một đơn vị đếm riêng. Ví dụ như số 1 G này, số 2 là Mai, số 3 là Pai và số 4 là Dai. Hay. Phương chọn 3, Sukalan 3, hay Mỹ Lành cũng chọn 3, chính xác rồi. Hay. Ở đây nhá, các bạn biết cái từ ippai rồi đúng không? Ví dụ onaka ga ippai, bụng no ấy, no bụng đúng không ạ? Thì lúc đấy mình sẽ đọc là ippai. Còn khi mà chúng ta dành cho đơn vị đếm, ví dụ ở đây là mizu, đếm đơn vị là cốc là chén ấy mọi người thì mình sẽ phát âm khác đi một chút xíu là từ ippai. Mọi có nghe rõ không ạ? Ippai. Đấy, nói về cái accent tức là cái trường âm, cái gọi là gì nhỉ, cái ngữ điệu ấy mọi người. Đấy thì mình phát âm chuẩn hơn một chút xíu thì thứ nhất là cái kaiwa của mình cũng tự nhiên hơn này, cái thứ hai là đối phương, cái người nghe cũng sẽ hiểu rõ ý của mình nói hơn. Mọi người lưu ý cái chi tiết này nhá. Rồi, còn kudasai thường là để ra lệnh đúng không? Hãy cho tôi thêm một cốc nước. Đấy, hãy cho tôi một cốc nước. Thế còn ji ở đây không có chữ Hán nên mình sẽ viết cả hai cách dịch của từ này, có thể nói về giờ đúng không? Ví dụ bây giờ chúng ta muốn nói là bây giờ là 8 giờ chẳng hạn. Ima hachi ji desu, đúng không? Cái thứ hai ji cũng có thể là chữ. Đấy, phổ biến nhất chính là từ kanji mà chúng ta học ấy. Ở đây có một chữ, hai chữ chẳng hạn đúng không? Thì cũng dùng là ji này. Mai thì là tờ, tấm, được dùng để đếm các vật mỏng, đúng nào? Ví dụ như là tờ vé xe này, hay là tờ gì được mọi người nhỉ? Tờ tiền đi, đúng không? Mai. Còn số 4 từ dai. Dai thì mình sẽ đếm chung là cái thôi. Thế nhưng mà cái mọi người cần phải lưu ý ở đây là đếm những cái phương tiện giao thông, ví dụ như là hai cái xe ô tô chẳng hạn, kuruma ga ni dai arimasu chẳng hạn, đúng không? Hoặc là đếm những cái vật dụng to ở trong nhà, mình có một cái tủ lạnh, mình có hai cái tivi, vân vân. Thì trong những trường hợp như vậy thì các bạn lưu ý là sẽ dùng dai nhá. Ok chưa ạ? Hãy 79 nào. Yugata nanji ni uchi ni nani nani ka. Câu hỏi nha. 1. Okimasu. 2. Kaerimasu. 3. Nemasu. 4. Nomimasu. 2. Yugata. Các bạn học từ này chưa? Rất nhiều bạn chọn 2. Phú Thiện này. Trực muối. Ngủ á? Sao lại ngủ nhỉ? Không phải ngủ đâu nha. Quay xe đi nha Duy Anh Sáng nha. Phải chọn phương án khác phù hợp hơn ngoài 3. Đấy, tức là loại trừ luôn 3 rồi đúng không? Bảo Long 2.
Ừ, đúng rồi. Từ yukata của chúng ta có nghĩa là buổi chiều. Hay, bạn Dung Lê có comment rất tốt này. Hay, ở đây đáp án chính xác là 2. Yukata là chiều tối ấy, mọi người, đúng không? Và người ta muốn hỏi là mấy giờ, nanji ni, đúng không? Ghép lại cả câu nào. Bạn về nhà lúc mấy giờ chiều? Ok không ạ? Bạn về nhà lúc mấy giờ chiều? Đấy, bạn nào mà chưa biết chữ Hán, cách đọc hoặc ý nghĩa của từ này thì memo lại nhá. Yukata, để ý trường âm mọi người nha, có nghĩa là chiều tối này. Còn okimasu không thể nào thức dậy hay là ngủ. Đấy, hai động từ này là động từ trái nghĩa với nhau mà lại còn nhắc tới từ chiều tối nữa, cho nên không thể nào, đúng không? Thế còn uống thì càng không hợp lý, liên quan tới uchi ở phía trước là chúng ta cũng loại trừ được luôn. Đúng không nào? Nhiều khi có thể là các bạn không hoàn toàn biết được chính xác ý nghĩa cũng như là tất cả các đáp án mà có ở bốn đáp án, thế nhưng mà mọi người vẫn có thể sử dụng phương án loại trừ với những cái từ vựng hoặc là những cái phương án khác mà mình biết. Đấy, thì khi đi thi mọi người cũng cũng dùng cái biện pháp như vậy, cái mẹo như thế để mình có thể là khoanh được đáp án. Thà là khoanh sai đúng không? Còn hơn là bỏ sót nhá. Hãy, câu 80 cũng là câu cuối cùng trong buổi live ngày hôm nay, rồi chúng ta sẽ cùng nhau chữa mọi người nhá. Hiru go hang no ato de hon wo nani nani 1 iremasu 2 okimasu 3 yomimasu 4 sumimasu. Hãy, rồi bạn Quang có comment đáp án 3. Sau khi ăn cơm trưa thì tôi đọc sách. Rồi, ok. Câu cuối cùng này của chúng ta đáp án chính xác là đáp án số 3. Các bạn đều chọn phương án đúng rồi đúng không nào? Yomimasu là động từ đọc. Đấy thì các bạn sẽ nhìn thấy có một sự gợi ý là quyển sách, không mà, đúng không? Tiếp theo là ngữ pháp danh từ no hoặc là ve tạ cộng với atode. Các bạn đã học chưa? Học hết rồi phải không nhỉ? Thì ato của chúng ta là sau, vì vậy khi mà lắp ghép vào thành ngữ pháp ấy thì mình cũng sẽ dịch là sau khi làm ve. Sau khi mà ăn cơm trưa thì tôi sẽ đọc sách. Đó, ok nhá. Còn đáp án số 1, idemasu, chúng ta cũng vừa chữa câu trước rồi. Kocha ni sato idemasu, đúng không? Cho đường vào trong hồng trà này. Còn số 2, okimasu, ví dụ mayasa nanji ni okimasu ka, đúng không? Hàng sáng mọi người thức dậy lúc mấy giờ? Còn số 4, từ sumimasu là từ sinh sống. Ví dụ tôi đang sống ở Osaka đi, Osaka ni sundeimasu. Để cho mọi người, thì trong quá trình mà chúng ta học, chúng ta chữa bài ấy, thì có những cái từ vựng nào mới thì các bạn thứ nhất là memo nghĩa, thứ hai là các bạn thử đặt ví dụ ở trong đầu xem là mình sẽ sắp xếp cái câu văn đấy như thế nào và sử dụng được những cái kiến thức gần gũi nhất với cuộc sống và những cái trường hợp mà mình có thể là mình sẽ bắt gặp và mình muốn nói với đồng nghiệp của mình, với cấp trên của mình chẳng hạn. Đấy, thì chúng ta sẽ ứng dụng vào trong kaiwa như vậy mọi người nhé. Nhưng mọi người sẽ chuẩn bị tâm lý nhé. Ví dụ thi nửa năm ấy thì chắc chắn là hầu như kiến thức thuộc về nửa năm rồi, phải đến tầm 98% đi, nhưng 2% nhỏ nhoi còn lại thì nó vẫn có thể là rơi vào kiến thức của N4. Tương tự với những trình độ như vậy là những cái kiến thức của cấp độ cao hơn vẫn có xuất hiện ít nhiều tầm 1-2 câu thôi. Đấy, để lấy điểm man tên ấy mọi người. Thế nhưng mà nếu mà được thì chúng ta hãy cùng nhau là thứ nhất là học trọn vẹn cái kiến thức của trình độ đấy trước đã, mình hiểu thật là kỹ, sâu sắc và vận dụng tốt cái kiến thức đấy đã. Nếu mà còn thời gian và các bạn cũng có nhu cầu là học lên trình độ tiếp theo thì mọi người cũng có thể tham khảo dần dần đúng không, và học trước một số mẫu câu đơn giản nhất chẳng hạn. Đấy, ok chưa ạ? Hay rồi, đấy là 20 câu hỏi liên quan tới chủ điểm GLBT N5 ngày hôm nay. Hay desu ka, wakarimashita ka. Hay, kyou wa kore de owarimashita. Minasan, otsukaresama deshita. Bye bye.